Năm bộ phận này càng xấu thì lại càng trẻ lâu và sống thọ, đừng dại gì mà thay đổi nó nhé. Thứ nhất đó chính là mặt nhiều nốt ruồi tự nhiên sẽ trẻ lâu hơn. Các nhà khoa học đã thấy được sự tương quan giữa số lượng nốt ruồi tự nhiên trên khuôn mặt với lại độ dài của telomere ở cuối nhiễm sắc thể. Khi mà cái telomere này càng dài thì cái người sở hữu sẽ có xu hướng là sống trẻ lâu hơn, cũng như là tiềm năng sống thọ sẽ tốt hơn. Thứ hai đó là chân to thì xương sẽ chắc khỏe hơn. Có rất nhiều chị em bị tự ti về đôi chân to của mình, tuy nhiên nó lại có rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe bởi vì mật độ xương lớn và dày hơn. Đặc biệt là sau này khi mà chúng ta lớn tuổi thì sẽ có xu hướng khỏe mạnh, nhanh nhẹn và ít bị gãy xương. Thứ ba đó là vòng mông to thì tim sẽ khỏe mạnh hơn. Khi mà hông và vòng mông to thì cái hàm lượng cholesterol xấu trong cơ thể sẽ thấp hơn. Do vậy nên là mình sẽ ít bị ảnh hưởng bởi những cái bệnh như là tim mạch hay là xơ vữa động mạch. Đây lại là những cái căn bệnh gây ra cái tình trạng tử vong rất lớn hiện nay. Thứ tư đó là thấp lùn thì sẽ giảm nguy cơ ung thư và sống khỏe hơn. Có một nghiên cứu tại Mỹ thì cho thấy là những người thấp lùn thì sẽ có tỷ lệ sống thọ hơn so với những người có chiều cao hay là cân nặng vượt trội hơn hẳn, cũng như là khả năng mắc bệnh ung thư sẽ thấp hơn. Và cuối cùng đó là vòng ngực nhỏ thì khả năng mắc ung thư vú sẽ thấp hơn. Phì đại tuyến vú hay là ung thư vú là những cái căn bệnh mà ở phụ nữ của mình gặp rất là nhiều, và khoa học đã cho thấy là những người phụ nữ mà có vòng một khiêm tốn này nhỏ thì có khả năng mắc những cái bệnh đó thấp hơn. Vậy nên chúng ta cũng đừng có tự ti khi mà cái vòng một của mình đang bị khiêm tốn nhé.